Tuyết Nga xin trân trọng chào đón tất cả quý khán giả của đài truyền hình IBC đang đến với chương trình khoa học kỹ thuật hàng tuần do Tuyết Nga và chị Tuyết Anh phụ trách. Hy vọng rằng qua chương trình này chúng ta sẽ có rất nhiều những thông tin liên quan tới tình hình khoa học kỹ thuật và công nghệ khắp nơi. Tuyết Nga xin chào chị Tuyết Anh. Chào Tuyết Nga, một lần nữa Tuyết Anh xin kính chào quý khán thính giả của đài IBC. Dạ vâng. Không biết trong tuần này Tuyết Nga sao tự nhiên sáng nay mình thấy sao cuối tuần mỗi ngày coi như là thấy phơi phới như vậy mỗi ha. Ngày mình tìm niềm mỗi vui mà. Tìm niềm vui. Không biết mà mỗi lần sáng tới cái mỗi lần thâu xô cái hai chị em nhìn nhau cười nói hôm nay mình làm gì ta và ngày đầu tuần mình làm gì nói chung là mình tạo một cái năng lượng mà coi như là năng lượng tốt mình bơm vào để mình có một cái ngày thật là vui vẻ an lạc và chúc mọi người có một ngày an lạc. Nếu mà coi show này xong với hai chị em thấy hai chị em này cười cũng có duyên quá mà thật sự rất là vô duyên chưa biết chuyện gì mà để cười. Dạ vâng, mời tới nhà. Thưa quý khán thính giả, chúng ta mở đầu với bản tin về Apple mất ngôi đầu tiên về smartphone. Thị phần của iPhone giảm dưới 20% trong quý 1 2022, khiến cho Apple quay trở lại vị trí thứ hai về smartphone bán chạy trên toàn cầu. Theo Canalys, Apple đạt thị phần 18%, Samsung và Xiaomi là 24% và 13% trong 3 tháng đầu năm. Thống kê này là kết quả tính sơ bộ nhưng thứ hạng chính thức nhiều khả năng không thay đổi. Kết quả này đưa Apple trở lại vị trí nhà sản xuất điện thoại thứ hai toàn cầu về doanh số sau một quý vươn lên dẫn đầu vào năm ngoái. Trong quý tư năm ngoái, chúng tôi cũng từng gửi đến quý vị trong bản tin là thị phần của Apple đạt 23%, cao nhất trong các hãng smartphone. Theo nhà phân tích là Saniam Kausrasia của Canalys, trong 3 tháng vừa rồi, iPhone 13 là sản phẩm bán chạy nhất của Apple. Đồng thời, sự xuất hiện của iPhone SE mới với kết nối 5G giúp cho hãng Apple cạnh tranh hơn ở phân khúc tầm trung. Phía Android thì Samsung tăng cường sản xuất dòng Galaxy A để cạnh tranh ở phân khúc tầm trung và giá rẻ. Đồng thời, sự ra mắt của Galaxy S22 đã góp phần tăng doanh số ở phân khúc cao cấp. Sự hạn chế về nguồn cung đối với những hãng điện thoại của Trung Quốc làm tạo lợi thế cho hãng Hàn Quốc Samsung. Theo phúc trình của Canalys thì lượng điện thoại bán ra trên toàn cầu đầu năm nay giảm 11% so với thời gian trước. Thị trường smartphone toàn cầu bị kìm hãm bởi môi trường kinh doanh bất ổn. Phó chủ tịch phụ trách của mạng di động Canalys là Nicole Penn đã nhận định và nhất là trong thời điểm mà lạm phát tăng cao thì vấn đề mà doanh số của những hãng công nghệ nó cũng có bị ảnh hưởng. Thực sự là cái gì cũng tăng hết á. Xăng tăng cái gì cũng tăng hết. Mà chỉ có lương chưa tăng ha. Cho nên lương thì tới của California là tăng lên 15 đồng rưỡi là phải tới năm sau nữa. Năm sau là minimum đó. Dạ, minimum wage. Dạ. Cho nên rằng là thực sự là nói chứ mình không ngờ rằng là cái iPhone 13 mà sắp sửa cái version nó cũng sắp sửa là SE nó ra lại. Nhưng SE thì đã ra rồi. SE ra rồi nhưng mà cái version thường á mà không biết tại sao mà lại mà cái này nó đang giảm giá. Chưa bao giờ thấy nó có một cái giảm giá như vậy mà. Nó không có giảm giá, nó vẫn là cái giá như vậy. Nó giảm qua doanh thu thôi. Giảm doanh thu. Ủa, của quý đầu năm 2022. So với những cái hãng khác thì Apple đứng thứ nhì, Samsung thứ nhất và Xiaomi là thứ ba. Là trong 3 tháng đầu năm đó, tại vì có thể là khi mà quý 4 của năm ngoái là khi mà iPhone 13 nó ra là bắt đầu mọi người tập trung vô thì cái lượng hàng bán ra nó tăng lên. Nhưng mà tới khi qua quý thứ hai rồi thì người ta đã quen thuộc rồi, người ta lại tìm những cái sản phẩm mới, thí dụ vậy, thì là cái doanh số này là giảm xuống. Và tới khoảng chừng tháng 9, tháng 10, tháng 11, những cái cuối năm như vậy nó lên giống như iPhone 14 hay là iPhone 13 gì đó, tức là cái version mới ra thì doanh số nó lại thay đổi nữa. Tùy thuộc vào cái loại nào nó mới được xuất hiện trên thị trường. Dạ vâng, thì thật sự là cái gì, tại vì với về cái tình hình chung bây giờ hình như là hiện nay là stock nó cũng xuống cho nên mọi người không dám mua phone. Stock bây giờ xuống khủng khiếp luôn. Dễ sợ. Nhưng mà nhớ, bởi vậy khuyên mọi người là nếu mà trong nhà mình có quen biết ai chơi stock á, mình nên nhẹ nhàng với họ. Nói nhẹ nhàng thôi. Dạ vâng. Dạ. Thì thưa quý vị, bản tin tiếp theo cũng liên quan tới Apple. Chúng ta không nói tới các loại điện thoại nữa, nhưng mà Apple sẽ có thể giới thiệu mắt kính đầu năm tới. Gọi là kính thông minh Apple Glass sẽ được cho là ra mắt đầu năm 2023 thay vì là cuối năm nay theo như một số dự đoán trước đó. Theo nhà phân tích là Chapu của Hyton International Securities thì kính Apple Glass sẽ lùi thời gian ra mắt chứ không được giới thiệu vào cuối năm nay như thông tin được đưa ra phía trước của nhà phân tích Min Chico.
Ông Pu dự trù Apple sẽ bán ra 1 triệu tới 1 triệu rưỡi cái kính VR của mình trong năm đầu tiên. Trước đó thì chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg cho biết Apple sẽ giới thiệu hệ điều hành iOS cho loại kính thực tế ảo vào tháng 6 trong sự kiện WWDC 2022. Về sản phẩm hardware, hãng này có thể công bố loại kính VR AR từ cuối năm nhưng sẽ bán ra vào đầu năm 2023, cũng tương tự như đồng hồ Apple Watch và HomePod. Theo như là 9to5Mark, loại kính thông minh của Apple sẽ kết hợp 3 màn hình hiển thị khác nhau, gồm 2 màn hình Micro LED và 1 màn hình AMOLED LED. Thiết bị tích hợp là chip xử lý M1 và có sức mạnh tương đương hỗ trợ kính hoạt động độc lập với năng lực ngang với máy điện toán là Mac và hệ thống cảm biến tiên tiến để phát hiện những cử chỉ và môi trường xung quanh. Dự trù thì sản phẩm này có giá tầm 3.000 Mỹ Kim. Tháng 11 năm ngoái, ông Min Chikyo đã dự đoán là kính thông minh Apple là thiết bị thay thế cho iPhone trong 10 năm tới. Trong xu hướng Metaverse, ông tin vai trò của iPhone sẽ giảm đi khi Apple sẽ đầu tư mạnh hơn vào công nghệ thực tế ảo hoặc thực tế tăng cường. Cái này cũng interesting nha ha. Thí dụ mà đeo kính nhưng mà với điều kiện cái người mà còn cái lens làm sao, rồi thí dụ như là độ đúng làm rồi. Sao nó... cái nó cũng hơi bất tiện cái đó. Đúng, nếu đúng vậy. Nếu mà chẳng hạn như là mình không có độ hay mình đeo thành một cái kính mát hay một cái kính mà giống dạng cái không, chứ bây giờ là nếu mà như vậy cái này độ chỉ dành cho những người mà không độ không đúng không độ thôi, bị cận không bị viễn không này bị kia viễn thì... còn khi mà bị cận bị viễn rồi là nó phải đổi một cái lens cho nó phù hợp. Mà cái lens mà khi đã ra ngoài rồi làm thì chắc chắn rằng là cái nó không những có cái những cái app ở trên cái kiến đó cái nó kiến sẽ khác nó sẽ khác nữa, rất là khó. Và bắt đầu là mình sẽ theo một cái giống như mà mình tất cả cái gì mình phải đi đưa vô chỗ nào tìm mắt kiến của Apple mình đo kiến rồi mình làm cái gì đó nó hơi bất tiện. Nó hơi bị bất tiện một chút xíu. Tụi anh nghĩ rằng là cái này dành cho giới trẻ giống như là họ chưa có độ. Mà thực sự là bây giờ đó là cũng dễ lắm, giới trẻ lại càng có độ cận cao hơn là tại vì giống họ như coi mà tôi muốn xài cái này phải đeo thêm cái mắt kính ngoài nữa. Double glasses luôn á, rất là vất vả. Bởi vì tôi nhà không bao giờ xài được mắt kính đen. Ủa sao vậy? Tại vì phải đeo vô nữa. Bây giờ dễ lắm mà, progressive rồi lại thin luôn cái tròng. Có làm luôn nhưng mà nó không có bằng cái mắt kính này. Không biết tại sao mà mắt kính đen khi mà bỏ cái lens vô đó, nó lại không có bằng được cái kính của mình, nhìn nó dễ bị nhức đầu. Mình nhuộm cái ra nắng cái này không thích kiểu nhuộm vô thì nó không có rồi. Nói chung là thì thôi, nói chung nói chung là khó quá bỏ qua. Đúng rồi, bất tiện khó quá bỏ qua nha. Thành thử nghe nói mà thêm một cái mắt kính nữa thì đối với những ai mà thích thời trang hay là không có bị cận giống như thế nha thì có thể là một sự lựa chọn về thời trang không thuận tiện. Hay chứ, là thí dụ giờ chẳng lẽ bây giờ đó nha, tưởng tượng là giờ chị tòa đeo cái mắt kính đó thì tất cả dĩ nhiên nó phải pair với cái iPhone của mình. Thí dụ như mình đứng mình hỏi cái mình quẹt cái mình đi là cái GPS trong cái kiến nó cũng sẽ rọi ra cái đường GPS. Nó cần gần quá với con mắt của mình, nó đâu có thấy. Thì dĩ nhiên bây giờ nó sản phẩm chưa ra mình, nhưng mà mình cứ đoán. Hoặc là thí dụ gì xong cái mình đứng mình coi cái rồi mình cứ giơ tay giơ chân trong khoảng không gian vậy, thế rồi đôi khi á người bên cạnh cũng nghĩ rằng là ồ. Thôi mình ngừng ngang đây đi, mình đoán nữa là nó đi xa lắm đó anh dạ. Vâng, thưa quý khán thính giả, đến đây thì chương trình sẽ được tạm dừng trong một vài giây lát. Chúng tôi rất mong quý vị sẽ ủng hộ cho những cơ sở kinh doanh thương mại sau đây. Và phần 2 sẽ quay trở lại với một số những tin tức nổi bật về khoa học, kỹ thuật. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của chúng tôi, trở lại phần 2 trong chương trình khoa học kỹ thuật ngày hôm nay. Dạ vâng, mình quay lại coi như là sau hai sản phẩm Apple. Dạ. Nhưng mà thật sự là cái kiến cũng interesting, nhưng mà thấy là chắc là không có giá cũng mắc nữa. Giá cũng mắc mà dạ, không có 3.000 một cái mắt chắc kiến. Là cái sản phẩm đó nó chỉ là để cho có thôi chứ không mà vậy cũng mà ít một người. Số những chuyên gia đó giống như mình là nói là trong tương lai có thể là bán được rất là chạy. Là cái đó là cho họ mình, expect, tại vì thực sự đối với cá nhân tụi anh nó thì thực sự thấy nó cũng interesting lắm. Dạ. Thí dụ như là nếu mà giảng là hàng như là 300-500 thì mình mua về để khám phá, hoặc là cái đồng hồ đi iWatch. Dạ. Thấy nó rất là thực tế và nó có thể help mình. Thí dụ mình không có reach được cái phone gần thì cái phone của mình, cái đồng hồ của mình, nhưng mà ngược lại cái này thì nó interesting, nhưng mà với cái giá mà 3.000 trên 3.000 thì quá là mắc để mình
try. Vâng, và thưa quý vị, một sản phẩm tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý khán giả trong chương trình khoa học kỹ thuật tuần này đó là tai nghe. Nó có hỗ trợ thêm âm thanh 3D và pin thời lượng tới 34 tiếng. YH nó là Yamaha L700A, là tai nghe không dây over ear cao cấp của Yamaha, hỗ trợ âm thanh vòm 3D, đồng thời có một lượng pin tốt. Yamaha L700A là tai nghe dạng trùm đầu over ear mới nhất của Yamaha so với hai model khác đang bán là Yamaha I700A và I500A dạng oval, thì sản phẩm mới có thiết kế vuông vắn và nam tính hơn, có thể hơi kén người sử dụng. Yamaha L700A không chỉ dành cho người nghe nhạc mà còn hướng tới những người thích xem phim, xem video live với chất lượng âm thanh tốt. Tai nghe có kết thiết kế gập xoay, nằm gọn trong hộp đựng đi kèm. Sản phẩm có thêm phụ kiện như là tai cắm 3.3mm cùng với cable USB-C để charge. Phần không được làm bằng nhựa và tạo ra cảm giác chắc chắn có độ hoàn thiện cao. Trong khi đó, hai bên ear cup được bọc bằng một phần bằng da kết hợp với lưới kim loại cho một vẻ ngoài cũng khá là mạnh mẽ. Nhiều chi tiết bằng kim loại, tai nghe khá nặng với 330g, cao hơn với B&O Bioplay Portal 280g hoặc là Sony 1000SM4 254g, nhưng nhẹ hơn AirPods Max 384g. Trọng lượng hơi lớn khiến cho Yamaha L700A có thể gây mỏi khi đeo một thời gian dài. Yamaha đã sắp xếp những phím chủ yếu ở phần tai phải, trong đó nút tăng hoặc giảm âm lượng hoặc là dừng phát bài hát có thiết kế lớn để trên phần da, giúp cho việc sử dụng dễ dàng. Nút nguồn và kích hoạt hiệu ứng 3D có dạng dẹp và dài để tránh bị nhầm lẫn. Những nút bấm dễ thao tác, lực nhấn vừa phải không quá mạnh và khu vực này còn có cổng sạc là USB-C để sạc và có thêm đèn báo. Cái này để dành cho mấy em chơi game rồi đeo suốt. Chứ thật sự tôi nghe có hay dùng cái earpiece để đeo lỗ tai nghe phone. Khi lái xe thì em xài hoặc là da thường thì vậy thôi, chứ còn vì lái xe mình không có cầm điện thoại này kia đó. Chứ còn thường là cũng để một chỗ mà không lúc nào cũng mở lên rồi mở speakerphone không à. Thường là giờ hồi trước á thì chị Tuệ thích nghe Bluetooth lắm, nghe bằng cái tai nghe mà thời gian cái xong cái mình lúc mà chị hồi trước là đeo lỗ tai nha. Treo lên cái lỗ tai thôi. Mà bây giờ bỏ vô trong lỗ tai thành như sẽ đau quá, với lại thôi cái mình cũng không có dùng. Ít dùng có nhưng mà cũng rất là ít dùng. Tại đi trong xe thì nó single xe. Mà cái này thì thực sự nó dành cho những các em chơi game nè, ngồi computer rồi hai tay là free. Hoặc là mấy em người mà thích nghe nhạc hoặc trong phòng thu âm nhìn đại khái là thích về nhạc á, thì khi cái vòm nghe tai mà nó bự nó ôm chặt tai á, thì nó loại bỏ nhiều cái tạp âm bên ngoài á, để mình tập trung vô nghe cái bài nhạc hoặc là xem phim nào đó, nên nó không có bị tạp âm bên ngoài ảnh hưởng. Thế cũng có mặt lợi và mặt hại. Nếu mà mặt lợi thì ví dụ mình nghe nó rõ âm thanh rồi, nghe trong một cái không gian mà mình có thể mình thưởng thức. Nhưng mà nếu mà mặt hại là đôi khi mình không có nghe được âm thanh xung quanh, đúng không? Không, mà nhiều lúc cũng nguy hiểm lắm. Thí dụ mình nếu mà mình ở nhà mình enjoy mà nghe xung quanh không, mà cũng lo chứ. Tại vì nhiều lúc mình coi bị ám ảnh, mình coi mấy cái phim á, xong cứ nghe cái xong cái có những cái chuyện gì nó xung quanh mình không hay biết, mà những đó trời tới mình không hay biết đó, cũng sợ. Cho nên là túm lại rằng là thật sự á, tụi đeo hai tai á, chúng là cũng để một tai để mình nghe âm thanh bên ngoài, còn một tai thì mình you know, mình có thể mình nghe phone hay gì đó. Vẫn còn giữ xung quanh mà để mình alert được mình chứ. Dạ vâng. Thưa quý khán giả, và chúng ta lại đến với một sản phẩm gia dụng của hãng Xiaomi. Xiaomi lại ra mắt loại robot tự giặt giẻ lau nhà mà có camera để cạnh tranh với những hãng khác. Robot hút bụi tên là Mija B101CN được trang bị khả năng tự giặt giẻ lau nhà, sấy khô, hút rác tự động và tích hợp camera. Phiên bản mới nhất của dòng robot hút bụi Mija giống phiên bản Dreambot W10 ở khả năng tự giặt giẻ lau nhà, sấy khô, nhưng có nâng cấp thêm một khả năng hút rác tự động giống như Dream Z10. Sản phẩm là đối thủ trực tiếp của EcoVacs Dreambot X1 Omni đang bán trên thế giới. Và máy đi kèm với cái dock với hai bình chứa nước, mỗi bình dung tích là 4 lít giúp chứa nước sạch và nước dơ sau khi giặt. Chân đế có hệ thống sấy khô giẻ bằng khí nóng tăng hiệu quả 70%. Mà máy này cũng có sử dụng một cơ chế lau với hai giẻ xoay hai bên tương tự như W10 vậy. Khi lau, phần giẻ tạo áp lực 10N xuống sàn nhà. Robot cũng tự nâng giẻ lên tới 7mm khi đi qua thảm với độ cao 5mm để tránh bị mắc kẹt.
Khác với Dream Z10 hay là dòng EvaBot, Mirtia đặt hộp chứa túi rác ở phía trước của Dock giống như D-Bot S1 Omni vậy. Tùy theo cài đặt, robot sẽ tự động hút rác bên trong lên cái dock chứa, và trang bị này giúp những người dùng không phải vệ sinh rác thường xuyên. Nâng cấp lớn của thiết bị này chính là hệ thống camera phía trước, tương tự như là dòng Roborock S6 Max V hoặc là S7 Max V. Nhờ vậy, máy có thể phát hiện ra những vật thể, thí dụ như dây điện nè, hay là những dây trạc phone, vớ, đồ chơi trẻ em. Người dùng có thể quan sát video từ xa qua ứng dụng My Home. Xiaomi gọi đây là hệ thống Asgard AI và có thể tự nâng cấp tránh vật thể hiệu quả hơn sau một thời gian sử dụng. Thực sự là cái máy mà của chị bây giờ nó cuốn luôn dây điện luôn đó. Ủa vậy hả? Nó cuốn. Đi ngang ra nó quẹt. Nó không, nó theo như chị thấy rằng là nó chưa đủ thông minh để nó nhìn thấy những cái đồ vật mà sát dưới mặt đất. Nó chỉ là trong cái chúng như thế, nó scan, nó đụng vô một cái vật cản thì rồi nó bắt đầu quay ngược lại. Nó phải touch rồi nó mới quay ngược lại, chứ không phải cái thằng này mình nhìn thấy là vừa tới chạm mí cái đúng nó ngưng rồi, đúng rồi đúng không, là cái sensor nó có một cái khoảng bởi cách. Bởi vì sau này á, càng về sau á, thì nó càng phát triển ra rất là nhiều những cái nâng cấp khác nhau, và đặc biệt là cái sensor nó rất là nhạy. Thí dụ như là những ai mở cầu thang á, mà nó sắp rớt xuống cầu thang, thí dụ nó có thể phóng ra cái nó scan được ở phía trước để mà nó tránh những cái vật cản, hoặc là nó scan ở phía trước mà nó thấy có cái sự mà gồ ghề là nó ngưng lại để nó không có bị té. Thì đó, thì đó, bên này là được quấn dây xong cái tự nhiên nghe nó chết xong cái nó la lên cái xong cái mình chạy tới cái mình thấy mình cứu ông mình rút cái sợi dây nó dướng cái gì đó xong mình rút ra cái mình cứu cái mình bấm cho đi tiếp nha. Thì cái này nó cũng rất là hay, và được cái nó giặt luôn ha. Nó giặt sau luôn. Này là càng ngày càng nhiều cái cải tiến, giống như năm bảy bữa là bắt đầu thấy lên là những cái chương trình khoa học kỹ thuật như thế này á, hoặc là những cái sản phẩm mới. Thế hệ năm sau nó lại hơn năm trước. Giống như là chị mua của năm 2018 thì bây giờ đã 2022 thì nó khác, của 2021, 2021 là khác 2020. Nó mỗi năm mà thậm chí trong một năm nó cũng có nhiều cái version khác nhau nữa. Nhưng mà giờ làm sao mà mình kêu họ là như vậy? Thí dụ giờ hồi nãy có một đống đồ chơi phía trước đi. Phải không? Nó phải đi tới, nó hốt rồi chơi cái nó giục vô, xong rồi nó clean vô đó luôn chứ ha. Nó đâu có tay, người ta chỉ có một cái tròn như vậy, người ta chùi nhà, người ta cũng dọn nhà, người ta rốt rác rồi. Thì cũng phải có một cái con robot là khác làm việc trước. Con nữa để không, dọn phải nhà. Có một cái con robot nào đó làm việc trước. Hốt chứ. Cũng khó quá. Cho nên là thôi tùy theo nhu cầu sử dụng đi. Không, con robot đó mình phải activate cái voice nữa. Mình nói hey, cái chạy tới dạ nó dọn. Hên xui nữa, khó nói lắm. Thưa quý khán giả, vừa rồi là một số những tin tức cũng như là một số những sản phẩm khoa học kỹ thuật trong tuần này mà chúng tôi gửi đến quý khán giả, để hy vọng rằng quý vị sẽ có rất nhiều những thông tin hữu ích để sử dụng trong cuộc sống của chúng ta, lựa chọn cho những sản phẩm mà quý vị yêu thích. Quý vị đừng quên like và subscribe cho trang YouTube IBC TV Official để đón xem lại những chương trình này và rất nhiều chương trình khác của đài IBC, hoặc trên trang Facebook IBC TV, quý vị cũng có thể like trang Facebook để có thể cập nhật rất nhiều những chương trình nổi bật liên tục của IBC TV. Dạ vâng, một lần nữa Tuấn Anh và Thuyết Nha xin kính chào quý vị và hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp của đài.